Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Ba mẫu xe nhỏ có giá dưới 400 triệu đồng cho người nghèo. Dù ai cũng thích những mẫu xe rộng rãi, nhưng để phù hợp với khả năng tài chính, những mẫu xe với giá dưới 400 triệu đồng vẫn được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Từ trước đến nay, xe hạng A vẫn là dòng xe được nhiều người quan tâm nhờ thân hình nhỏ gọn, dễ dàng đi lại trên những con đường phố đông đúc, cùng với đó là giá thành rẻ và tiết kiệm nhiên liệu dưới đây là ba gợi ý xe hạng a đáng được khách hàng việt nam quan tâm nhiều nhất và cân nhắc khi mua xe mẫu xe đầu tiên với giá cả rất hợp lý đó là kia morning kia morning là một trong những mẫu xe cỡ nhỏ ăn khách nhất thị trường việt nam nổi bật với thiết kế trẻ trung và hiện đại đi kèm nhiều trang bị nên dễ dàng chinh phục những khách hàng trẻ tuổi mua xe lần đầu xe sở hữu khoang nội thất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại ghế ra được bọc màu kem sang trọng vô lăng hai chấu độc đáo tích hợp nút bấm điều khiển âm thanh, màn hình cảm ứng 8 in, kết hợp GPS, AUX và USB. Về động cơ, Kia Morning có 2 tùy chọn: động cơ 1.0 với 3 xi lanh, công suất 66 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp; động cơ 1.25 với 4 xi lanh, công suất 86 mã lực, đi kèm hộp số tự động 5 cấp hoặc là hộp số sàn 5 cấp. Về giá bán, hiện tại Thaco Trường Hải đang ưu đãi 20 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả 4 phiên bản của Kia Morning. Giá bán sau ưu đãi của Kia Morning giao động từ 279 cho đến 377 triệu đồng. Toyota Wigo Wigo là một tân binh, vừa mới được Toyota giới thiệu cách đây không lâu. Mẫu xe có thiết kế năng động đơn giản nhưng vẫn giữ nét tinh tế. Với khả năng ăn chắc mặc bền, Wigo sẽ là cái tên được nhiều người quan tâm. Trong nội thất, Wigo mang nét đơn giản và thực dụng. Ghế ngồi bọc nỉ, vô lăng bao chấu tích hợp phím chức năng, màn hình NCD nhỏ dành cho bản số sàn và màn hình cảm ứng, dành cho bản số tự động, tích hợp kết nối Bluetooth, AUX, USB và Wi-Fi. Toyota Wigo sẽ được trang bị động cơ 1.2 với 4 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 86 mã lực, đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc là hộp số tự động 4 cấp. Tại thị trường Việt Nam, hiện tại Wigo đang được giảm 20 triệu đồng cho phiên bản số tự động và 15 triệu đồng cho phiên bản số sàn so với giá niêm yết. Đây là chính sách từ một số đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội. Như vậy, sau ưu đãi thì giá của Wigo là 385 triệu đồng cho phiên bản số tự động và 330 triệu đồng cho phiên bản số sàn. Và cuối cùng là Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 là mẫu hatchback bán chạy nhất trong phân khúc với thiết kế trung tính mềm mại và thanh thoát nên dễ dàng chinh phục được những khách hàng đứng tuổi. Bên trong xe, không gian nội thất rộng rãi so với đối thủ, ghế bọc da hai tông màu nổi bật, màn hình cảm ứng với kích thước 7 in, hỗ trợ giải trí, với các kết nối Bluetooth, AUX, MP3 và radio. Về động cơ, Hyundai Grand i10 được trang bị hai tùy chọn, động cơ 1.0 công suất 65 mã lực và 1.2 công suất 86 mã lực, đi kèm là hộp số tự động 4 cấp hoặc là hộp số sàn 5 cấp. Đối với mẫu xe Grand i10, các đại lý cũng đồng loạt giảm giá từ 30 cho đến 40 triệu đồng so với giá niêm yết tùy vào từng phiên bản. Giá bán sau ưu đãi cho tất cả 7 phiên bản của Grand i10 dao động từ 285 cho đến 385 triệu đồng các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công